thương hiệu xe Nhật Bản, vừa giới thiệu thế hệ mới của mẫu MPV 7 chỗ Mitsubishi Delica 2022 tại thị trường quê nhà. Đàn anh của Standard đã có ngoại hình bứt phá hơn hẳn đời cũ. Thế hệ hoàn toàn mới của mẫu MPV 7 chỗ Mitsubishi Delica ra mắt lần đầu vào năm 2019. Với tên gọi đầy đủ tại thị trường Nhật Bản là Mitsubishi New Delica. Mitsubishi Delica 2022 chỉ là phiên bản facelift nên không có quá nhiều sự thay đổi. Ở kiểu dáng thân xe, ngoại trừ bộ mâm hợp kim có thiết kế mới 7 chấu. Ngoài ra, thiết kế cản va trước của Delica 2022 trông mạnh mẽ và hầm hố hơn trước. Bao gồm lưới tản nhiệt tạo hình cứng cáp hơn, kết hợp cùng cụm đèn pha vuông vức tương tự đàn em, Spander. Đuôi xe cũng được thiết kế lại mềm mại và tinh tế hơn. Cụm đèn hậu và đèn phanh cũng được trang bị mới. Phía bên trong Mitsubishi Delica 2022 vẫn là cấu hình 7 chỗ ngồi với hai tùy chọn màu ghế là đen và be sáng. Chất liệu bọc ghế là da tổng hợp và vải. Delica 2022 sở hữu nhiều trang bị tiện nghi đáng chú ý như màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn. Phía sau vô lăng là cụm đồng hồ analog tích hợp màn hình màu hiển thị đa thông tin. Camera 360 độ, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Phanh tay điện tử, vô lăng 4 chấu tích hợp lẫy chuyển số. Cung cấp sức mạnh cho Mitsubishi Delica 2022 là động cơ dầu tăng áp 2.2 lít, sản sinh công suất 145 mã lực nhưng lực kéo moment xoắn lên đến 380 Newton. Kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Tuy nhiên, tùy chọn động cơ trên phiên bản mới này có phần kém hơn đời cũ một chút, là 172 mã lực và 392 Newton moment xoắn. Mitsubishi Delica 2022 cung cấp hai phiên bản là Standard, Tiêu chuẩn và Urban Gear, cùng 5 tùy chọn màu sơn ngoại thất là Diamond White, Diamond Black và Sterling Silver Metallic, Black Mica và Graphite Grey Metallic. Mức giá khởi điểm tại thị trường Nhật Bản đưa ra cho Mitsubishi Delica là 38.100 USD, tương đương khoảng 870 triệu đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.